Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp với Samsung Việt Nam tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nhà máy thông minh giữa Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam. Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cùng một số lãnh đạo tập đoàn Samsung Việt Nam. Đại dịch COVID-19 vừa qua đã thúc đẩy nhanh một số xu hướng như tự động hóa, robot hóa và chuyển đổi số nhằm hướng đến tương lai của chuỗi cung ứng là số hóa và tự vận hành. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương và Samsung Việt Nam đã nghiên cứu xây dựng dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh tại Việt Nam với mục tiêu đào tạo 100 chuyên gia Việt Nam và hỗ trợ tư vấn cải tiến 50 doanh nghiệp áp dụng nhà máy thông minh trong 2 năm 2022-2023. Dự án hợp tác phát triển nhà máy thông minh là chương trình mới nhất nằm trong chuỗi các hoạt động tư vấn cải tiến cho doanh nghiệp Việt Nam và đào tạo chuyên gia Việt Nam nhằm nhân rộng hiệu quả, củng cố sức mạnh tổng hợp và tiếp tục tăng cường các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ Công Thương phối hợp với Samsung triển khai.